Đang đi thuyền trên sông thì bất ngờ thủy quái xuất hiện, khiến người đàn ông vô cùng kinh hãi. Mới đây, một người đàn ông Trung Quốc đã đăng tải lên Facebook đoạn clip quay lại sinh vật kỳ lạ mà anh tình cờ bắt gặp và nhờ cộng đồng mạng lý giải xem nó là loài cá gì. Theo như đoạn video, bạn có thể thấy ban đầu mặt nước xuất hiện những gợn sóng lớn. Nếu quan sát kỹ hơn, dường như sinh vật này đây có kích thước cực kỳ lớn. Nhưng sau đó, con quái ngư này đã nhanh chóng quẫy đuôi rất mạnh và bơi nhanh về phía xa, rồi dần lặn xuống dòng nước. Dường như sinh vật này hoàn toàn vô hại vì nó không hề có ý định tấn công con thuyền của chủ nhân đoạn clip. Sau khi xem xong đoạn video, nhiều người tỏ ra vô cùng sửng sốt khi lần đầu có một sinh vật bơi nhanh như vậy. Rất nhiều người đã tò mò đồn đoán lai lịch của sinh vật này. Ban đầu giả thuyết đưa ra rằng sinh vật khổng lồ này có thể là một con cá rồng hoặc một con cá ăn thịt Arapaima, hung thần sông Amazon. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, các giả thuyết trên đều bị bác bỏ. Bởi có người chỉ ra sinh vật này có vây nổi lên trông như cá mập. Vì vậy đây có thể là loài cá tầm trắng vì chúng có vây khá giống cá mập. Mặc dù đoạn video trên nhận được rất nhiều quan tâm của cộng đồng mạng, nhưng danh tính của loài thủy quái này vẫn là một bí ẩn. Một số người để lại bình luận: con cá này như gắn motor vào đuôi ấy nhỉ, nó bơi còn nhanh hơn là mấy cano lướt sóng nữa. May là con cá này hiền đó, chứ một cái quẩy đuôi của nó thì chắc con thuyền tan nát luôn ấy chứ. Có phải con cá này bị tăng động không vậy mọi người? Chứ tôi chưa gặp trường hợp nào như vậy luôn á. Các bạn nghĩ sao về sinh vật này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới cho Trùm Tin Bí Ẩn biết nha.